Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm thế nào để chuyển được nhân vật từ server speed về lại server thường. Thì như trên màn hình anh em cũng đã thấy, nhân vật Vũ Đài BK của chúng ta đã chuyển từ server speed sang server thường một cách thành công, và các món đồ được giữ lại sẽ là chỉ là những món đồ trên người và là gen mà thôi. Ở đây thì các món đồ như wing, vũ khí, earring hay là pentagram đều sẽ được giữ lại, kèm theo cả ngọc nguyên tố của pentagram cũng sẽ được giữ lại luôn. Và kèm theo đó là GB và Wicon chúng ta ở server Pit sẽ bị xóa sạch, và chúng ta chỉ còn lại là không Wicon và không GB. Vậy làm thế nào để chuyển được nhân vật từ server Pit về server thường? Thì mình sẽ làm tuần từ các bước, từ những bước đơn giản nhất để anh em có thể hiểu được và làm một cách dễ dàng và nhanh chóng, không bị gặp phải bất kỳ một cái lỗi nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với bước đầu tiên để chuyển nhân vật về server chính. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web của server Speed là speed.realmu.net đây. Sau đó chúng ta sẽ phải đăng nhập tài khoản mà chúng ta muốn chuyển về. Ví dụ bây giờ mình muốn chuyển con đắc lọc của mình về server chính nha nhé. Thì tài khoản đắc lọc của mình ở server Speed sẽ là Vũ Đài 3. Sau đó chúng ta sẽ nhập mật khẩu của server Speed. Ở đây nếu như mà anh em không thể đọc được ngôn ngữ của tiếng Bồ Đào Nha thì chúng ta sẽ phải chuyển về tiếng Anh bằng cách nhấn chuột phải và lựa chọn ngôn ngữ cần dịch, sau đó chúng ta nhập vào. Rồi, nó đang loading nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta đã đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản là của nhân vật đặc lọc thì bây giờ ở trên chỗ control panel hay là bảng điều khiển của chúng ta sẽ xuất hiện mục là chuyển nhân vật này nha. Anh em có thể tiếp tục nhấp chuột phải và lựa chọn dịch sang tiếng Anh. Rồi, bây giờ có mục chuyển nhân vật, anh em click vào cho mình. Rồi, anh em thấy chưa? Tiếp tục, nếu như mà vẫn là tiếng Bồ Đào Nha, anh em tiếp tục chỉ sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy nha, nếu như anh em muốn đọc một cách dễ hiểu hơn. Ở đây admin sẽ bảo rằng là yêu cầu level là thấp nhất là 1050, nói chung tất cả những cái thỏa thuận mà trước đó. Nhưng sáng nay admin vừa mới update, thì anh em có thể chuyển được về server chính. Là nếu như anh em có tài khoản VIP Platinum ở server Speed thì chỉ cần level 700 là anh em sẽ đã chuyển về được rồi. Cái thứ hai là nếu như là anh em người chơi bình thường không nạp, không donate gì hết thì anh em chỉ cần level 900 là đã chuyển về được. Đây là một hỗ trợ cực kỳ lớn cho những người chơi mới ở server của chúng ta, và mong anh em tận dụng được cái cơ hội mà mình nới lỏng cái luật để cho anh em có thể trải nghiệm được server cũng như là bắt đầu một cách dễ dàng hơn. Tiếp tục nha anh em. Sau khi anh em đến mục này thì anh em click vào việc I have read, đã, tôi đã đọc tất cả những và không đúng tà lá về tất cả các điều luật của server. Sau đó chúng ta sẽ, nó sẽ lựa chọn cho cái nhân vật của chúng ta ngay ở trên chỗ tài khoản này. Nếu như mà anh em có hai tài khoản thì anh em sổ xuống, thì chúng ta sẽ có hai nhân vật thì anh em phải sổ xuống để lựa chọn đúng cái nhân vật anh em muốn chuyển. Sau khi anh em chọn được nhân vật anh em muốn chuyển trong cái tài khoản này thì anh em click vào việc tôi không phải là người máy cho mình. Sau đó chúng ta click vào việc transfer character để chúng ta thực hiện cái bước chuyển đổi. Rồi, mình sẽ tiếp tục dịch sang tiếng Anh cho dễ hiểu. Ok chưa nhé? Rồi, nó vẫn thông báo như vậy. Và nó đã có một thông báo là đã gửi vào cái email mà anh em đăng ký ở trên cái tài khoản của nhân vật này này nhé. Đây, inform character này. Nếu như anh em không nhớ cái tài khoản mình đăng ký là gì, email mình đăng ký với tài khoản này là gì, thì anh em có thể click vào control panel này, account, để anh em xem lại cái email mà anh em đã đăng ký. Đây là cái cách mà để anh em biết được cái tài khoản mình đăng ký với email nào nhé nhé. Đây, xuống đây nó sẽ có một email. Đấy, anh em có thể nhớ lại cái email của anh em đăng ký là gì và anh em đăng nhập vào. Mình sẽ chuyển qua mục email nhé nhé. Đây, ở đây mình sẽ có một nhân vật. Đây, hello Vũ Đài 3 này. Nó sẽ gửi cho mình một cái code, đó, PX00K này. Ok chưa nhé? Và chúng ta sẽ giữ lại cái code này. Ta sẽ copy lại cái code này và giữ lại. Rồi, bước tiếp theo là anh em vào trang web của server chính cho mình, realmu.net. Ok chưa nhé? Đây, realmu.net. Rồi, nếu như mà anh em xuất hiện cái này thì chúng ta chuyển lại về server chính của chúng ta.
Sau đó anh em sẽ tạo cho mình một tài khoản. Đây, vào nút reset tồn anh em, ta sẽ tạo tài khoản. Và anh em kéo chuột xuống. Đây, nếu như mà anh em không đọc được tiếng Bồ Đào Nha là tiếp tục chuyển sang tiếng Anh. Ở đây nó sẽ có hai lựa chọn là server, server test hoặc server real, thì chúng ta sẽ lựa chọn server real nha anh em. Tên tài khoản thì mình sẽ sử dụng giống với tài khoản bên chỗ server speed, hoặc là anh em tạo luôn tài khoản mới cũng được. Tại mình không muốn không có quá nhiều ác, và mình không muốn cái tài khoản của mình nó bị lộn xộn, nên mình sẽ giữ nguyên cái account này giống như account bên server speed. Và mình sử dụng một email duy nhất. Ở đây thì sẽ là câu hỏi bí mật. Câu hỏi bí mật thì anh em lựa chọn sao để anh em dễ nhớ, sau này còn bản ác hoặc là khôi phục lại mật khẩu. Tiếp tục chúng ta lựa chọn mật khẩu. Đây, ta sẽ gọi là mật khẩu. Okay, để mình gọi nhầm. Rồi, sau khi lựa chọn là mật khẩu, chúng ta đồng ý, tích vào nút đồng ý tất cả các cái điều luật của server chúng ta. Tiếp tục chọn vào không phải là người máy và submit cho mình để chúng ta có thể đăng ký được tài khoản. Rồi, ok. Sau khi chúng ta đăng ký được tài khoản thì nó sẽ báo là tài khoản đã được đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra cái email theo đường link của email và chúng ta click là được. Đây, ta quay lại email. Ở đây nó sẽ có một email gửi về. Đây, Vũ Đại Ba, mình vừa tạo xong. Chúng ta chỉ cần click vào Active Now. Rồi, chúng ta lăn chuột xuống. Rồi, chúng ta tiếp tục dịch sang tiếng Anh để dễ hiểu. Rồi, tài khoản này đã được tạo thành công. Bây giờ mình có thể đăng nhập. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Vũ Đại Ba này ngay trên server chính. Đây, chúng ta lựa chọn server real. Rồi, bên góc phải đã được đăng nhập thành công. Ta sẽ phải đợi một chút để cho server nó load. Hiện tại thì rất nhiều anh em chuyển về nên server hơi lag. Cái này là anh em phải thông cảm. Sau khi anh em đã vào được cái tài khoản anh em vừa tạo ở server chính, thì anh em lăn chuột xuống vào mục Control Panel để anh em cũng tiếp tục dịch sang tiếng Anh cho dễ hiểu cho mình. Ở đây anh em chọn vào cái mục thứ tư này, Character Transfer. Click vào. Rồi, anh em lăn chuột xuống. Tiếp tục. Ở đây thì chúng nó sẽ nêu ra là giống như một lần chuyển là một arc, rồi còn là 30 phút để có thể chuyển. Nhưng mà thật sự là không cần chuyển, khá là nhanh, server làm rất là tốt điều này. Anh em tích vào nút là I have, là tôi là đã đọc hoặc là đã hiểu tất cả điều mà mình nói. Và nó sẽ yêu cầu là transfer code. Thì cái code này là ở đâu? Anh em còn nhớ cái bước 1 không? Bước 1 mình đăng nhập lên server speed, chúng ta có một cái code. Đây, mình sẽ quay lại cái code của server hồi nãy. Đây, cái code của Vũ Đại Ba vừa được tạo ra khi mà chúng ta nhận bên chỗ server speed, thì anh em copy cái code này lại cho mình. Và chúng ta quay lại mục, đây, chúng ta quay lại mục transfer code và chúng ta paste cái code này lại. Đây, tiếp tục anh em click vào save để thỏa thuận là không phải là người máy và submit. Rồi, bây giờ chúng ta cũng tiếp tục dịch sang tiếng Anh. Đó là tất cả các cái điều khoản ở trước thôi. Ở đây là sẽ xác nhận lại cái tên nhân vật của chúng ta. Thì anh em sẽ lựa chọn tên nhân vật, xác nhận lại tên nhân vật một lần nữa. Ví dụ con của mình là Ruler. Bây giờ mình thử đổi tên nhân vật luôn đó nha anh em. Mình sẽ đổi là Vũ Đại DL. Mình đổi tên luôn. Rồi, tên tài khoản đăng nhập là Vũ Đại 3. Không được nha anh em. Anh em sẽ không được đổi. Đây, mình sẽ dịch sang tiếng Anh. Đây, anh em sẽ không được đổi tên nhân vật và anh em sẽ phải gọi là tên nhân vật cũ của anh em ở server speed. Đây, mình sẽ gọi là Ruler. Viết hóa vết thương thì chắc vẫn được hết. Rồi, gõ Vũ Đại Ba lại, xác nhận xem. Rồi, chúng ta sẽ phải giữ lại tên và không được đổi tên khi mà sang server chính. Bây giờ nhìn sang cho anh này để xem nó nói gì. Nó đã có một email, có một cái đường link gửi về cái tài khoản mà chúng ta vừa đăng ký theo email ấy. Anh em chỉ cần chuyển vào email này. Rồi, kiểm tra cái thông báo mới nhất của email. Đây là của Vũ Đại 1 rồi, đây. Của Vũ Đại 3 này. Sau khi mà chúng ta đã chuyển xong thì có email này. Email mới nhất với code này và tên đăng nhập này. Anh em phải xác nhận. Anh em click vào. Sau khi anh em click, đây, chúng ta tiếp tục dịch sang tiếng Anh. Tên nhân vật mới. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện bước đổi tên. Thì nó sẽ báo rằng, đây, mình sẽ dịch sang tiếng Anh. Chúng ta sẽ cần phải tạo một cái tài khoản trong cái account mà chúng ta cần chuyển á. Đây, trong cái tài khoản của Vũ Đại Ba này mình vừa tạo ra thì mình phải vào đăng nhập vào và chúng ta tạo ra một tài khoản mới. Ok, mình sẽ đăng nhập vào.
Anh em đợi mình chút, mình sẽ chuyển lại màn hình về lại màn hình của game. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Vũ Đài 3 chúng ta vừa tạo. Đây, Vũ Đài 3 này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản, một cái nhân vật mới ở trong cái tài khoản này, bất kỳ. Ví dụ Vũ Đài DWLiu. Đó, mình tạo vậy đi. Rồi, sau đó mình đăng nhập vào. Rồi, sau khi mình tạo được tài khoản này thì chúng ta sẽ phải thoát cái nhân vật này ra nha nhé. Mình đã làm trước đó rồi. Ta sẽ select là server để chúng ta có thể thoát cái account này trước khi nhân vật kia được chuyển về. Rồi, sau khi thoát ra màn hình chính, chúng ta sẽ quay trở lại với website. Mình sẽ mở website lên cho nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi lại nha nhé. Vũ Đài.dl. Vũ Đài DL này, chúng ta thực hiện công tác chuyển. Rồi, bây giờ click chuột phải để đọc. Bây giờ tài khoản đã được chuyển và chúng ta có một thời gian vui vẻ. Thì chúng ta sẽ quay trở lại màn hình game và đăng nhập. Đây, mình sẽ đăng nhập lại Vũ Đài 3. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ có một nhân vật Vũ Đài DL đã được chuyển về từ server Speed. Ta click vào để xem ta sẽ có những gì giống như BM của chúng ta hay không. Đây là nhân vật đặc lọc của chúng ta đã được chuyển về từ server Speed. Đây, không mất cái gì cả. Đồ mang trên người sẽ được giữ nguyên nha nhé. Đây, đồ trên người sẽ được giữ nguyên. Ta sẽ di chuyển về hòm đồ xem và kiểm tra. Đấy, di chuyển về hòm đồ. Ta sẽ cùng kiểm tra. Hòm đồ sẽ không còn cái gì nữa hết. Đã bị xóa sạch. Ok chưa nhé. Tiếp tục, chúng ta kiểm tra eShop cũng bị xóa sạch luôn. Như vậy là chúng ta hoàn thành công tác chuyển một nhân vật từ server Speed về server thường. Nếu như trong quá trình gặp lỗi, anh em có bất kỳ một câu hỏi nào hoặc gì chính phải một cái lỗi nào thì hãy comment nhanh ở phía bên dưới video này thì mình sẽ hỗ trợ anh em trong ngày hôm nay nhanh nhất. Và chúc anh em có một cái server có thể trải nghiệm tốt và giống như anh em mong muốn. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Và anh em đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh cũng như một like và một comment để mình có thể tạo động lực ra các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Bye.